Lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên thì độ gì hả anh em? Đây chiếc VF3 tới tính tới thời điểm hiện tại là chiếc xe lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên nhé. Chính xác là lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên, chưa có con nào lăn bánh tại Thái Nguyên, phải mấy ngày nữa chắc có một con về. Đấy. Thì chiếc xe này độ gì? Nguyên bản xe là cái bóng halogen, anh chủ xe hôm nay anh vừa phản hồi là hôm qua vừa đi nhìn như con đom đóm không sáng, không thấy cái gì cả. Thì đầu tiên là phải nâng cấp đèn đã. Xe này thì mình sẽ lên một đôi bóng led. Bóng led nha, bóng led hàng xịn nhá. Siêu sáng này, mọi người nhìn thấy này. Ánh sáng cốt đây. Cực kỳ sáng, pha này. Rộng chưa? Anh chị em đi trong nội đô đô thị thì bộ đèn này đã thoải mái cho anh em là đảm bảo ánh sáng cũng như tầm nhìn, anh em di chuyển yên tâm. Đó. Ngoài bộ đèn này ra thì chiếc xe này có rất nhiều đồ độ. Rất nhiều đồ độ nhá. Ví dụ như cái ốp lá răng này, hoặc là cái lá răng này, thì để đẹp để cá tính thì anh em nên thay một cái bộ ốp lá răng mới, lắp thêm. Đấy. Trong xe thì cái sàn nỉ này, cái sàn nó là sàn nỉ thì anh em có thể nâng cấp lên cái sàn da, hoặc là thêm cái lót sàn kata, hoặc là sàn nhựa, sàn đúc, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em. Đây, ghế thì là ghế nỉ, ghế này mà bây giờ anh chị em bọc đúng theo cái form này mà bọc bằng da nappa thì hết nước chấm luôn. Ghế cực kỳ êm nhá, ghế này êm lắm. Mà ngồi rất là cao, rất là thoải mái. Mình đây mình tận cao 1m75, hơn 70 cân nhưng mà mình ngồi rất là thoải mái luôn. Này. Chân nhấc thoải mái. Đó. Cái chân này rộng rãi thoải mái, không bao giờ lo mà bị cộc đầu vào trần luôn. Đó. Cái này xe này thì chưa có cam lùi. Thì anh chị em nên lắp một thêm một cái cam lùi nữa. Đó là trong xe. Còn trên này anh em lắp một cái giá nóc. Thứ nhất là để nhìn chiếc xe nó cá tính hơn, nó khỏe xe hơn. Và mình có thỉnh thoảng mình đi đâu mình có thể chở được những cái đồ nó to to một chút, anh em đặt lên nó thoải mái. Tiếp theo đó là cái bộ led này, cái logo này, logo Vin này. Thì đợt tới thì cũng sẽ có cái led cái chim trước sau cho dòng VF3 này. Đó. Những món đồ cơ bản nhất cho VF3 mà anh em nên tham khảo và nên độ. Anh em cần độ VF3 thì mời qua Agala Thái Nguyên anh em nhá.